Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay Hoài trở lại với một chủ đề khá là nóng. Đó là giá vàng và chứng khoán, đặc biệt là chứng khoán Mỹ và chứng khoán Việt Nam sẽ tăng hay giảm trong 4 năm tới dưới thời ông Tổng thống Joe Biden. Chúng ta sẽ đưa ra các trường hợp giả định và chúng ta sẽ cùng phân tích các trường hợp xem vàng và chứng khoán sẽ tăng hay giảm trong thời gian nhiệm kỳ 4 năm sắp tới này. Chúng ta cùng vào video thôi. Vậy là cuối cùng thì ông Joe Biden đã được coi là tân tổng thống mới ha. Nhiệm kỳ 2021 đến 21, 23, 24, 25 như 2025 thì phải à, thì nếu mà Hoài nói sai thì anh chị sửa lại cho Hoài nhé. Nói chung ông Joe Biden đã được công nhận là tổng thống mới, tân tổng thống của Hoa Kỳ và điều này được công nhận bởi nhiều tổng thống của các quốc gia khác trên thế giới rồi. Cho nên bây giờ cái khả năng mà ông Trump tái đắc cử thì gần như là không thể xảy ra, mặc dù là ông Trump này ông vẫn chưa công nhận kết quả đó và ông vẫn khẳng định rằng ông sẽ đưa ra một cái vụ kiện ha, về những cái vụ kiểm phiếu để mà tìm ra một cái khả năng tái đắc cử cho mình. Nhưng mà Hoài nghĩ thì cái khả năng đó không có cao đâu. Khả năng ông Biden sẽ là tân tổng thống trong thời gian tới của nước Mỹ rồi. Cho nên chúng ta sẽ đặt ra những cái trường hợp như thế nào và chúng ta sẽ phân tích để mà biết xem là cái giá vàng và cái chứng khoán Mỹ nó sẽ tăng hay giảm trong 4 năm tới. Thì nhiều anh chị cũng đã biết là vàng với chứng khoán là hai cái tài sản, hai cái dạng tài sản nó đi ngược với nhau. Đấy, nó sẽ có thiên hướng là nó đi ngược với nhau, tức là những cái thời điểm mà vàng tăng thì chứng khoán nó sẽ giảm và ngược lại, thời điểm vàng giảm và chứng khoán nó sẽ tăng. Tại sao lại có mối quan hệ như vậy? Thì người ta dùng cái như thế này để người ta phân tích nè, người ta giải thích nè. Vàng là nó đại diện cho một cái dạng tài sản an toàn, tức là khi mà thị trường khi mà nền kinh tế và thị trường nó cảm thấy là nó đang có rủi ro và nó đang lo sợ có những bất ổn và những bất trắc, như đặc biệt như là giống như là cái cuộc chiến tranh thương mại nè, cái mà đại dịch Covid-19 vừa rồi nè, đó là những cái bất trắc của thế giới. Thì cái thời điểm mà những bất trắc nó trỗi dậy thì vàng nó sẽ tăng và ngược lại, thời điểm đó chứng khoán Mỹ nó sẽ giảm, bởi vì dòng tiền nó đổ vào những cái kênh an toàn và điển hình là vàng, và nó sẽ rút ra khỏi những cái kênh đầu tư rủi ro cao và điển hình của cái đó là chứng khoán. Ngược lại, khi mà nền kinh tế đang cảm thấy là an toàn, đang cảm thấy là có nhiều cơ hội tiềm năng phát triển thì dòng tiền nó sẽ đổ vào chứng khoán để nó đẩy thị trường chứng khoán cao lên. Trong khi đó những cái kênh đầu tư an toàn như vàng nó sẽ kém hấp dẫn đi, bởi vì cái thời điểm đó là thời điểm người ta thích rủi ro, người ta sẽ dồn tiền vào cái thị trường chứng khoán, khi đó vàng sẽ bị giảm. Thì đó, nó sẽ đi qua một cái mối quan hệ tương quan như vậy. Nhưng mà thực sự trên thực tế câu chuyện nó không đơn giản như vậy. Có nhiều người cho rằng cái thời nhiều người suy luận, nhiều người lập luận là cái thời điểm năm 2016 khi mà ông Trump đắc cử thì vàng đột ngột giảm rất là nặng nề. Ha, và vàng đột ngột giảm rất là nặng nề vào vùng mà giảm về cái mức đó, là về cái vùng đáy là 1.150 đó nha, 1.150 đô trên một ounce vào cuối năm 2016. Trong khi đó thị trường chứng khoán thì là tăng giá rất là mạnh mẽ. Đó là cái thời điểm mà 2016. Cho nên nhiều người ở thời điểm 2020 này họ lập luận một cách đơn giản là nếu mà ông Trump tái đắc cử thì kịch bản nó cũng sẽ lặp lại, kịch bản giống 2016 sẽ lặp lại, đó là vàng giảm và chứng khoán tăng. Ngược lại, nếu mà ông Trump thất cử và ông Biden lên thì cái kịch bản ngược lại sẽ xảy ra, đó là vàng tăng và chứng khoán nó sẽ giảm. Nhưng mà cái câu chuyện nó đâu có đơn giản như vậy anh chị ha. Cái nền kinh tế nó vận hành trong một cái hệ thống rất là phức tạp và chúng ta không thể nào lập luận mà đưa ra một cái lý lẽ một cách đơn giản, một cách theo một cái logic đơn giản như vậy được. Nó bị chi phối bởi rất là nhiều yếu tố. Cho nên chúng ta phải đưa ra nhiều trường hợp khác nhau và cái video này sẽ giải thích cho anh chị trong trường hợp ba cái trường hợp mà trong thời gian tới thì Hoài sẽ phân tích cho anh chị vàng và chứng khoán nó sẽ như thế nào. Vậy đầu tiên ba cái trường hợp đó là cái gì đã? Rồi, chúng ta sẽ đề ra ba cái kịch bản ha, ba cái kịch bản và cái khả năng, cái phần trăm mà xảy ra cái kịch bản
từng kịch bản nó như thế nào thì đó là tùy anh chị đánh giá, chứ Hoài không thể nào đánh giá được cái việc đó. Kịch bản thứ nhất là ông Biden trúng cử và đảng Dân Chủ sẽ kiểm soát toàn bộ Thượng viện và Hạ viện. Đây là cái kịch bản khả năng xảy ra cao nhất. Kịch bản thứ hai là ông Biden trúng cử nhưng mà đảng Cộng Hòa vẫn là đảng kiểm soát Thượng viện. Thì và cái kịch bản thứ ba là kịch bản ông Trump tái đắc cử, nếu mà cái trường hợp mà cái cuộc mà cái vụ kiện của ông Trump được thành công và ông lật kèo vào ngay phút chót. Nhưng mà cái khả năng này rất là hiếm xảy ra ha, khả năng này rất là khó xảy ra, gần như là gần không thể xảy ra đó. Nhưng mà chúng ta vẫn đưa vào cái video này bởi vì chúng ta cần phải phân tích đầy đủ một chút xíu. Rồi, cái kịch bản đầu tiên đó là ông Biden trúng cử và đảng Dân Chủ của ông này ha sẽ kiểm soát toàn bộ Thượng viện và Hạ viện luôn. Thì khi đó chuyện gì nó sẽ xảy ra? Đầu tiên, ông Biden á, đây không phải là một cái điều tốt cho thị trường chứng khoán. Nếu mà cái trường hợp mà ông Biden trúng cử và cả đảng Dân Chủ sẽ kiểm soát cả hai viện là Thượng viện và Hạ viện, thì đây sẽ không phải là một điều tốt cho thị trường chứng khoán. Bởi vì trong cái chiến dịch tranh cử của mình, ông Biden ông đã hứa hẹn là ông sẽ đánh thuế doanh nghiệp nặng hơn, đánh thuế doanh nghiệp nặng hơn. Thì cái việc mà thuế doanh nghiệp bị đánh nặng hơn thì rõ ràng các doanh nghiệp, các công ty họ không thích điều này, đúng không? Họ không thích điều này. Cái điều này nó sẽ khiến họ mất đi cái động lực để mà kinh doanh và phát triển nền kinh tế. Điều này sẽ khiến cho cái giá chứng khoán và giá cổ phiếu bị giảm đi, khiến cho thị trường chứng khoán giảm. Nó ngược hẳn với chính sách của ông Trump. Và tiếp theo nữa, khiến làm cho cái thị trường chứng khoán giảm đó là ông sẽ tăng chi tiêu tài chính công lên. Và ý thứ hai, ông Biden sẽ hứa hẹn là ông sẽ đưa ra một cái gói cứu trợ nền kinh tế gồm 7.000 tỷ USD, và để họ xem lại coi, ông sẽ dành ra 1.700 tỷ dành cho biến đổi khí hậu và 1.300 tỷ dành cho kế hoạch nâng cấp hạ tầng cơ sở. Như vậy thì sao? Như vậy thì trần nợ công của Mỹ nó sẽ càng ngày càng tăng cao và cái lạm phát nó cũng tăng. Điều này khiến cho gì? Điều này sẽ khiến cho USD bị mất giá so với các tài sản khác. Và cái việc mà đồng USD giảm giá này nó cũng sẽ khiến cho cái chứng khoán giảm luôn, chứng khoán Mỹ giảm luôn. Bởi vì anh chị biết á, là nền kinh tế Mỹ nó được thể hiện qua sức mạnh của đồng USD. Đồng USD mà càng tăng thì nền kinh tế tăng trưởng, thì lúc đó chứng khoán nó mới tăng được. Ngược lại, khi mà đồng USD giảm giá thì người ta sẽ ngầm định rằng nền kinh tế Mỹ đang có vấn đề, và người ta sẽ bán chứng khoán ra khiến cho chứng khoán giảm. Và cả hai cái điều này, đồng USD giảm giá và chứng khoán giảm giá này, nó sẽ khiến là một cái điều rất là có lợi cho vàng. Bởi vàng nó gần như nó đi ngược lại với hai cái tài sản này ha. Hai cái điều này sẽ khiến cho vàng tăng giá mạnh. Cho nên cái kịch bản thứ nhất là ông Biden trúng cử và đảng Dân Chủ kiểm soát Thượng và Hạ viện này, nó sẽ dẫn tới cái trường hợp là vàng tăng giá mạnh trong 4 năm tới ha. Trường hợp thứ hai là ông Biden trúng cử nhưng mà đảng Cộng Hòa của ông Trump vẫn là đảng kiểm soát Thượng viện. Thì cái kịch bản này nó hơi nửa nửa, bởi vì nó một nửa ông này và một nửa ông kia, cho nên chúng ta phải phân tích một chút xíu. Đầu tiên là khả năng cao nếu kịch bản này xảy ra thì cái chính sách giảm thuế của ông Trump vẫn được giữ nguyên, giảm thuế đánh lên doanh nghiệp á. Cái việc mà thuế đánh lên doanh nghiệp thấp thì doanh nghiệp nó sẽ có động lực và nó có kích thích để nó phát triển nền kinh tế hơn, họ sẽ kinh doanh làm ăn phát đạt hơn, thì từ đó khiến cho nền kinh tế tăng trưởng và làm cho chứng khoán tăng. Tức là cái chính sách của ông Trump này nó sẽ giữ được một cái điều, đó là thị trường chứng khoán sẽ tăng giá. Tiếp theo, khi cái việc đó xảy ra thì tất cả những thứ còn lại ha, nó sẽ phụ thuộc vào chính sách tài chính công, nó sẽ phụ thuộc vào gói cứu trợ kinh tế. Và một trường hợp nữa, đó là chính sách đối ngoại với Trung Quốc. Khi mà ông Biden lên nắm quyền thì cái chính sách đối ngoại với Trung Quốc của ông Biden rõ ràng là nó sẽ mềm mỏng hơn so với ông Trump. Ông Trump thì ông quá gay gắt rồi ha, ông này là quá cực kỳ gay gắt với Trung Quốc, còn ông Biden ông sẽ mềm mỏng hơn, không phải là đua theo Trung Quốc như nhiều người nói nha anh chị ha. Cái đó là rất là tào lao. Ông Biden chính sách với Trung Quốc sẽ là mềm mỏng hơn và dẻo dai hơn, chứ không phải là một cách quá gay gắt. Thì điều này khiến cho ngắn hạn vàng nó sẽ giảm, bởi vì cái việc mà đối ngoại với Trung Quốc nè mà mềm mỏng hơn một chút thì cái việc chiến tranh thương mại hay những cái gay gắt hay những cái lo lắng và bất an trên thị trường nó sẽ ít đi.
điều đó khiến cho vàng sẽ giảm đi, bởi vì vàng là một tài sản rủi ro, khi nào mà có lo lắng, có bất an thì nó mới tăng được. Nhưng ha, ở đây có một cái nhưng, chúng ta vẫn kỳ vọng lạm phát cao trong trung và dài hạn, thì trong trung và dài hạn vàng nó vẫn có xu hướng tăng nhưng mà nó sẽ không tăng mạnh. Tóm lại, cái kịch bản, nếu cái kịch bản mà ông Biden trúng cử nhưng bản đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát thượng viện thì vàng vẫn sẽ tăng, nhưng mà cái đà tăng của nó sẽ không quá mạnh mẽ như là kịch bản đầu tiên. Nó vẫn sẽ tăng do cái lạm phát, nhưng mà do hai cái yếu tố ngắn hạn này ở bên trên nè, hai cái yếu tố bên trên họ đã phân tích nè, nó sẽ khiến cho cái đà tăng này bị chững lại một chút xíu, nó sẽ hãm lại cái đà tăng này chút xíu đó. Và kịch bản cuối cùng đó là kịch bản ông Trump tái đắc cử, thì thôi cái này khó cho ông Trump quá nha, khó cho ông Trump quá, thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Chúng ta cũng phân tích một chút xíu, nếu mà cái chiến dịch mà kiện cái đợt bầu cử này của ông Trump thành công thì khả năng rất là thấp ha, khả năng rất là thấp là ông Trump sẽ tái đắc cử. Nhưng mà nếu trường hợp này xảy ra thì như thế nào? Ông Trump từ trước tới giờ ông nổi tiếng với một cái tính cách rất là đặc biệt và rất là khác thường. Ha, tính cách của ông Tổng thống Trump này rất là khác thường so với cái thời những ông Tổng thống khác từ ông Obama trở về trước. Ông Trump rất là tính cách rất là mạnh mẽ và rất là đặc biệt. Ông sẽ khiến cho cái sự lo lắng và bất ổn của thị trường nói chung sẽ tăng lên. Anh chị thấy những cái lần ông tweet trên Twitter mà sẽ khiến cho thị trường biến đổi rất là nhanh. Và cái việc mà nó biến đổi nhanh đó thì chứng tỏ cái việc lo lắng và bất ổn, bất an trên thị trường nó sẽ tăng lên, và điều này sẽ khiến cho vàng tăng. Cái yếu tố thứ hai và cũng không kém phần quan trọng đó là ông sẽ gây ra một thêm sự nặng nề thêm và sự gay gắt thêm cho cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này sẽ khiến cho vàng tăng mạnh. Thì anh chị đã thấy như kịch bản năm 2016 cho tới bây giờ rồi đó. 2016, đặc biệt cái năm 2019 là cái năm mà chiến tranh thương mại nó nổ ra nặng nề nhất, 2019 ha. Thì đó, 2019 sẽ là chính là cái năm mà vàng tăng mạnh nhất cho tới bây giờ. Thì đó là nhờ cái cuộc chiến tranh thương mại đó. Đó. Đồng thời ông Trump này ông cũng sẽ ủng hộ cho một cái chính sách đó là lãi suất đánh trên doanh nghiệp thấp và giảm thuế cho doanh nghiệp. Điều này sẽ khiến cho doanh nghiệp ăn nên làm ra và sẽ làm cho chứng khoán tăng ổn định. Ông Trump này ông có một cái biệt tài rất là hay, đó là cái thời mà ông lên á thì cả vàng và chứng khoán đều tăng. Vàng tăng là do những cái sự bất ổn của chiến tranh thương mại, và trong khi đó chứng khoán vẫn có khả năng tăng được do chính sách giảm thuế và chính sách lãi suất thấp kích thích nền kinh tế của ông Trump. Thì đây là một cái trường hợp khá là đặc biệt. Ông Trump lên tổng thống 4 năm vừa qua, vàng và chứng khoán đều tăng trưởng như nhau ha. Đấy là kịch bản khó xảy ra nhưng mà nó vẫn có khả năng xảy ra. Cho nên Hoài đưa ra ba cái kịch bản này cho anh chị tham khảo và chúng ta cùng đánh giá xem cái vàng và chứng khoán chúng ta nên giao dịch như thế nào khi mà những cái kịch bản trong thời gian tới. Anh chị nghĩ như thế nào về ba cái kịch bản này ha? Anh chị nghĩ như thế nào về vàng và chứng khoán Mỹ, nó sẽ tăng hay là giảm giá trong thời gian tới? Thì anh chị để lại một comment bên dưới cho Hoài ha. Hoài rất là muốn đọc những cái comment của anh chị. Và bên cạnh đó, nếu anh chị cảm thấy những cái mà Hoài chia sẻ trong cái video này hay thì anh chị bấm chia sẻ lên Facebook của anh chị, nhớ bấm chia sẻ công khai ha, chia sẻ về những cái đội nhóm Forex, giao dịch Forex, đặc biệt là giao dịch vàng. Đấy, để xem chúng ta cùng chia sẻ kiến thức và chúng ta cùng bàn luận với nhau về những cái kiến thức như thế này rất là hay. Rồi, anh chị nào mà chưa bấm subscribe thì bấm subscribe kênh và bấm quả chuông để mà nhận được thông báo. Xin chào anh chị, chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận.